Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê Miền Tây Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm một món cá kho vô cùng đơn giản luôn Đó là cá linh kho mía Tuy rằng cá này nhỏ, có xương nhiều, ăn sẽ dễ bị mất xương Nhưng mà các bạn hãy kho theo cách của mình đi Bảo đảm với các bạn trẻ nhỏ hay là người lớn đều dùng được Tại vì cá này khi mình kho với mía nè Thì xương của cá nó sẽ mềm rụt đi và mình ăn sẽ không có bị mất xương nữa và rất là thơm ngon luôn cách làm thì cũng rất là đơn giản nữa mình chỉ bỏ ra một ít thời gian thôi thì mình sẽ có được một cái nồi cá kho mía như thế này để mà mình ăn rồi và mình có thể ăn kèm với rau sống nè với cà chua dưa leo rau thơm rau quế các bạn đều dùng được hết và ăn rất là dễ ăn luôn thì mời các bạn vào bếp cùng mình nha để mình chuẩn bị làm món cá linh kho mía này nha Trước tiên mình sẽ chuẩn bị là 600ml nước mía Nước mía này mình mua chỗ người ta xây nước mía người ta bán Thì chỗ nào người ta cũng có bán nước mía đậm đặc này hết á Và 200g khóm Và mía cây này nè Mình cũng mua cái chỗ mà mình mua nước mía Mình kêu người ta bán lại cho mình một khúc cái Người ta bán cho mình liền à Mình dùng ít thôi Và 500g cá linh Cá linh này thì mình đã rửa sạch Và mình là đánh dãy nè Cắt kỳ Và các bạn rửa bằng chanh với rượu trắng mình đó với muối ha mình rửa cho thật là sạch và mình để cho thật là ráo nước luôn nha gia vị ướp cá mình có là hành tím là một muỗng canh dung hành tím mình băm nhuyễn như thế này rồi và hành lá thì 20g hành lá hành lá mình sẽ đập dập cái cọng của nó mình sắc mình để riêng và lá mình sẽ để riêng một bên nửa muỗng lưng cà phê nước màu một muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê bột ngọt mình kho cá này mình không cần để đường nha các bạn, tại vì mía với khóm có cái chất ngọt sẵn rồi. Khóm thì khi mình mua về người ta đã cọt khía như thế này rồi á thì mình sẽ cắt ra thành những cái miếng nhỏ để vào trong cái máy để mình xay. Nếu mà gia đình mình không có máy xay á thì mình có thể dùng cái dao đó, mình băm cho nhuyễn cũng được nha. Và mình bỏ đi cái phần cùi của cái chất khóm này đi. Khi mình đã cắt khóm mình cho vào hết rồi thì mình sẽ xay nhuyễn, nó sẽ dây nhuyễn mịn như thế này nè mấy cái khúc mía lúc nãy đó thì mình sẽ chẻ ra mình chẻ ra làm tư thôi để mà một chút nữa mình để ở với dưới đá nồi để mình kho cá đó nó sẽ không có bị dính nồi và đây là phần mía mà mình vừa chẻ xong nè thì mình sẽ chuẩn bị mình ướp cá trước nha cá mình sẽ chuẩn bị một cái thau như thế này nè mình cho cá vào thao hết mình cho hành tím vào luôn và hành cộng lúc nãy mình đập dập đó mình cho hành cộng vào mình chừa phần hành lá lại ha mình cho bột ngọt vào luôn và mình cho tiêu vào cho tiêu với nước màu đó mình sẽ cho vào hết luôn mình trộn lại mình trộn cho nó thấm đường và bột ngọt đồ cho đều với nhau đó mình trộn mình ướp như thế này nè thì khi cá mình kho lên sẽ không có nghe cái mùi tanh nữa và mình chuẩn bị thêm là 5 muỗng canh lưng nước mắm nước mắm này thì mình dùng là nước mắm nam ngư cho nên cái độ mặn của nó cũng không có nhiều thì phần nước mắm này mình cũng cho vào mình ướp cá luôn mình ướp chung như thế này nè cá mình nó sẽ rất là thơm luôn và không có nghe mùi tanh nữa thì khi mình cho nước mắm vào rồi mình trộn đều lại đi mình cho qua một bên đó mình để khoảng chừng 10 phút đó, để cho cá mình nó thấm gia vị thấm được bột ngọt với nước mắm rồi xong rồi đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi để mà mình kho cá nha mình chuẩn bị một cái nồi nó nhỏ gọn gọn như thế này nè tại vì cá mình chỉ có 500 g thôi thì mình lấy những cái khúc mía lúc nãy mình chẻ ra đó mình sắp vào trong nồi hết cái mình sắp xong rồi cái mình sắp cá lên tại vì mình để như thế này nè cá mình khi mình kho mình mở lửa liu riêu nó vừa lại đó thì nó sẽ sắt xuống từ từ cá mình sẽ không có dính cái đáy nồi nó sẽ không có bị khét và ăn sẽ thơm và ngon hơn lần lượt mình sẽ sắp những cái phần cá này vào trong nồi hết khi mà mình cho cá vào hết rồi đó thì cái nước ướp cá lúc nãy đó các bạn cũng cho vào luôn nha mình không có bỏ đâu tại vì gia vị mình ướp bao nhiêu đây là cái lượng lượng nó đủ luôn đó không có thiếu và cũng không có dư à, mình cho cái phần nước lúc nãy mình ướp cá này mình cho vào luôn thì khi mình cho vào xong hết rồi thì mình sẽ cho cái phần khóm lúc nãy mà mình xay nhuyễn nè khóm này nó có cái tên khác nữa là thơm đó các bạn thơm hay khóm gì cũng là một thứ luôn thì khi mình cho hết vào rồi thì mình sẽ cho nước miếu vào luôn rất là thơm luôn nếu mà mình dùng nước mía ít thì các bạn sẽ cho thêm nước lọc và cái đủ cái phần lượng của nó là 600 ml nha khi mà mình bắt lên bếp rồi đó sôi lên á, thì có bọt mình sẽ hớt bớt đi cái phần bọt này đi thì tới đó cái nước cá của mình kho nó sẽ trông và nhìn nó đẹp hơn khi mà mình hớt bọt xong rồi nè mình mở lửa liêu riêu như thế này thôi mình không có mở lửa lớn quá bởi vì cá này mình kho là để cho xương của cá nó sẽ mềm hết luôn Cho nên là mình không có mở lửa lớn Mở lửa lớn nó mau sắc nước á, thì cá của mình nó sẽ không được cái mềm xương đâu Thì mình sẽ chuẩn bị một cái nắp nồi đó các bạn lấy nắp mình đậy lại nha Mình đậy lại như thế này nè Và mình mở lửa cho thật là nhỏ Nó chỉ lên tim liu riêu như thế này là được rồi Lúc này là mình kho được một giờ đồng hồ rồi nè nước nó cũng đã sắc cạn xuống như thế này nè và cái con cá nó thấm cái màu vàng từ từ xuống đó nhìn rất là đẹp luôn và thơm vô cùng luôn á nó mình gấp ra một con cho các bạn xem thử nè ha thì mình sẽ kho tiếp tục nữa nha mình lấy nắp mình đậy lại á mình kho tiếp tục trong lửa nhỏ và tới khi nào mà nước nó vừa cạn sánh cạn xuống như thế này là được rồi nè tại vì có người người ta sẽ kho cho nước không còn nữa nhưng mà mình kho như thế này nè để khi mà các bạn Ăn á, mình hâm lại, hâm tới hâm lui được nha Mình tính thời gian từ lúc mà mình bắt uh, nồi cá lên trên bếp mình nấu á Cho tới khi mà cá mình chín là 3 giờ đồng hồ ha Thì uh, bây giờ mình nấu cũng được 3 giờ đồng hồ trong cái lửa riêu riêu rồi Thì mình sẽ cho hành vào Mình cho hành lá vào ha Và cho tiêu vào Rất là thơm luôn Thơm ngon vô cùng luôn á nếu như mà gia đình mình dùng nhiều á thì các bạn có thể tăng cái thành phần nguyên liệu lên giùm mình nha. Mình tăng lên cấp 2, cấp 3 lần tại vì nhà mình dùng ít cho nên là mình chỉ mua nửa ký lô thôi. Để mình múc ra dĩa cho các bạn thưởng thức nha. Và các bạn niêm nhím lại giùm mình coi gia vị có thiếu gì đó. Nước mắm có lạc lẽo quá thì các bạn cho thêm vào giùm mình nha. Tại vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau á. Rất là thơm luôn và màu vàng đẹp vô cùng luôn á cá mình nó nguyên con như thế này nè mà khi các bạn ăn vào nó như cá mồi vậy đó ăn xương nó không có bị mất xương rất là mềm và ngon luôn và mình kho mình chừa nước lại như thế này nè để mà mình ăn kèm với rau sống á chỉ cần bỏ một ít thời gian thôi thì mình sẽ có được cái dĩa cá như thế này để mình dùng rồi và trong những cái bữa cơm trong gia đình mình á mình có thể làm món cá này để mình ăn cho các bé ăn cùng với mình luôn và nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm phải không các bạn mình ăn kèm với rau và cà chua như thế này nè các bạn có thể ăn với rau thơm đồ cũng được nha vậy là món cá linh kho mía của mình làm cũng đã xong rồi và nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ một like và một đăng ký kênh cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau trong khi mình làm video có điều gì sơ sót rất mong được sự góp ý của các bạn để khi mình làm được cái video mới nó sẽ hoàn thiện hơn chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau